Sán Smith dài 8 mét làm tổ trong người, có nên tẩy sán tại nhà? Khi điều trị sán dây, cần có sự chỉ định của bác sĩ. Người bệnh không tự ý thực hiện tại nhà, nếu không điều trị kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam vừa sổ thành công một con sán Smith dài 8 mét trong người bệnh nhân nam Nguyễn Văn Đê, 48 tuổi, trú xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc. Bệnh nhân này nhập viện với tình trạng rối loạn tiêu hóa, ra từng khúc sán và được các bác sĩ cho uống thuốc sổ sán. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và làm thủ tục xuất viện về nhà. Liên quan đến trường hợp bệnh nhân D, theo các chuyên gia sốt rét, ký sinh trùng sán Smith còn gọi là sán dây, bao gồm hai loại là sán nhĩ lợn và sán dây bò, có thể ký sinh ở người dưới hình thức ấu trùng và sán trưởng thành. Đối với bệnh ấu trùng, tùy thuộc vào vị trí ký sinh của nan sán mà bệnh nhân có những biểu hiện khác nhau như nổi nốt ở dưới da bằng hạt gạo, không gây ngứa, không đau, không nặng hơn. Người bệnh có thể bị liệt tay chân hay liệt nửa người, nói ngọng, đau đầu dữ dội. Với những người mắc sán dây trưởng thành, các triệu chứng chủ yếu thường là đau bụng, rối loạn tiêu hóa nhẹ. Người nhiễm bệnh nặng có thể thấy những đốt sán rụng ra theo phân hoặc tự bò ra ngoài hậu môn trong sinh hoạt hàng ngày. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho hay, khi nhiễm sán dây sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, thể chất, tinh thần và trí tuệ, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng người bệnh. Thông thường, tác hại có thể thấy rõ ở một người bệnh nhiễm sán là cơ thể sẽ bị những con sán này lấy hết chất dinh dưỡng, dẫn đến gầy gò, xanh xao, suy dinh dưỡng. Cũng theo bác sĩ Cấp, trứng và ấu trùng của sán dây trong cơ thể con lợn thường tập trung ở phần thịt bắp, gân, mỡ và tiết lợn. Vì thế, người dân có thói quen ăn các món gỏi tái chế biến từ thịt lợn, đặc biệt tiết canh lợn, rất dễ có nguy cơ nhiễm sán. Điều nguy hiểm, ấu trùng sán dây lợn lây lan nhanh ở những vùng sử dụng phân tươi để tưới trực tiếp lên các loại rau, củ, quả. Và nếu ăn phải các loại rau được tưới bón dưới hình thức trên, nguy cơ nhiễm sán dây lợn cũng rất cao. Không dừng lại ở đó, sán dây ký sinh trong cơ thể trâu, bò, sán dây bò cũng là tác nhân gây bệnh. Vì vậy, người dùng cần phải cảnh giác với món phở bò tái, nộm thịt bò, thịt trâu để tránh nguy hại cho sức khỏe. Để phát hiện và điều trị sán dây, bác sĩ Cấp khuyến cáo, khi thấy cơ thể có những biểu hiện mệt mỏi, gầy gò, xanh xao hay xuất hiện những cơn đau bụng nhẹ, các đốt sán kèm theo phân đi ra ngoài hoặc rụng ra ngoài trong quá trình tắm, khi ngủ, người dân cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế để làm xét nghiệm kiểm tra. Khi điều trị sán dây cần có sự chỉ định của bác sĩ, người bệnh không tự ý thực hiện tại nhà. Điều đặc biệt lưu ý, không nên tẩy sán đối với những người có thể trạng yếu, phụ nữ mang thai, người bị suy tim suy thận. Sau 3 tháng tẩy sán không thấy xuất hiện đốt sán bò ra ngoài mới thành công, bác sĩ Cấp tư vấn.